Ý ông thế nào nếu ông không thấy huyễn, không thấy tâm như huyễn, hoặc có chỗ không huyễn, không tâm như huyễn? Thì ông thấy có tâm như vậy, có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải không? Thiện Hiện bạch: thưa không, kính bạch Thế Tôn, con hoàn toàn chẳng thấy có chỗ không huyễn, không tâm như huyễn, lại có tâm như vậy, có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo Thiện Hiện: ý ông thế nào? Hoặc chỗ lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, thì ông thấy có pháp như vậy, có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải không? Thiện Hiện bạch: thưa không, kính bạch Thế Tôn, con hoàn toàn không thấy có chỗ lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, lại có pháp như vậy, có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Kính bạch Thế Tôn, con hoàn toàn không thấy, ngay nơi pháp lìa tâm có thể nói những pháp là có, là không, bởi tất cả pháp hoàn toàn lìa vậy. Nếu tất cả pháp hoàn toàn lìa thì không thể trình bày là có hay là không. Nếu pháp nào không thể trình bày là có là không thì không thể nói có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì chẳng phải pháp không sở hữu có thể đắc bồ đề được vậy. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không sở hữu, tánh của nó bất khả đắc, không nhiễm, không tịnh, hoàn toàn lìa pháp, không sở hữu, nên không thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng hoàn toàn lìa. Nếu pháp hoàn toàn lìa thì pháp đó không nên tu tập, cũng không nên lìa bỏ, lại cũng không nên nêu lên. Kính bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã hoàn toàn lìa, thì vì sao có thể nói các đại Bồ Tát nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Kính bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng hoàn toàn lìa, thì vì sao pháp hoàn toàn lìa lại có thể đắc pháp hoàn toàn lìa? Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đúng ra là không thể nói chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo Thiện Hiện: lành thay, đúng như vậy, như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã hoàn toàn lìa, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng hoàn toàn lìa. Thiện Hiện nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoàn toàn lìa, nên được lìa hoàn toàn quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Thiện Hiện nên biết, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng phải hoàn toàn lìa, thì đúng ra chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoàn toàn lìa, nên mới được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế nên này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát chẳng phải không nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện Hiện nên biết, tuy chẳng phải lìa pháp hay là được lìa pháp mà đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng phải không y chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên các đại Bồ Tát đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải nên siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, sự thực hành nghĩa thú của các đại Bồ Tát rất là sâu xa. Phật bảo Thiện Hiện: đúng như vậy, đúng như vậy, sự thực hành nghĩa thú của các đại Bồ Tát rất là sâu xa. Thiện Hiện nên biết, các đại Bồ Tát thường làm việc khó làm, tuy thực hành nghĩa thú sâu xa như vậy, nhưng đối với pháp của địa vị thanh văn độc giác có thể không chứng đắc. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật dạy, việc làm của các đại Bồ Tát không khó, đúng ra không nên nói những vị đó thường làm được việc khó làm. Vì sao? Vì sự chứng nghĩa thú của các đại Bồ Tát hoàn toàn bất khả đắc, sự chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc, pháp chứng, người chứng, nơi chốn chứng, thời gian chứng cũng bất khả đắc. Kính bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào nghe lời như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không lo buồn ăn năn, không kinh không sợ, thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kính bạch Thế Tôn, khi đại Bồ Tát này thực hành như thế, chẳng thấy các tướng, chẳng thấy ta hành, chẳng thấy chẳng hành, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa là sự tu hành của ta, chẳng thấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là sự chứng đắc của ta, cũng chẳng thấy nơi chốn chứng, thời gian chứng, vân vân. Kính bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đối với việc như vậy cũng không thấy, thì tức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đến gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Kính bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đối với việc như vậy cũng chẳng thấy, thì tức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đến xa lìa địa vị thanh văn độc giác, vân vân.
Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này, đối với việc như vậy cũng không phân biệt, tuy thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không nghĩ ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, xa lìa địa vị thanh văn độc giác, vân vân. Kính bạch Thế Tôn, ví như hư không không nghĩ, ta cách việc kia hoặc xa hoặc gần. Vì sao? Vì hư không không di động cũng không phân biệt. Vì không phân biệt nên các Đại Bồ Tát cũng như vậy, thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ. Ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt vậy. Kính bạch Thế Tôn, ví như người được biến hóa chẳng nghĩ chất biến hóa, thầy biến hóa cách ta gần, những người bàng quan vân vân cách ta xa. Vì sao? Vì người được biến hóa ra không phân biệt vậy. Các Đại Bồ Tát cũng như vậy, thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ, ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả pháp vậy. Kính bạch Thế Tôn, ví như bóng hình không nghĩ, ta với bóng hình kia đang cách ta gần, các pháp gương, nước, vân vân cách ta xa. Vì sao? Vì bóng hình hiện ra không phân biệt vậy. Các Đại Bồ Tát cũng như vậy, thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ thế này, ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt vậy. Kính bạch Thế Tôn, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả pháp không ưa không ghét. Vì sao? Vì Như Lai đã đoạn trừ tất cả sự ưa ghét phân biệt vậy. Các Đại Bồ Tát cũng như vậy, thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên đối với tất cả pháp không ưa không ghét. Vì sao? Vì giống như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, đoạn trừ hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt nên đối với các pháp không ưa không ghét. Các Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa ngăn chặn hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt nên đối với các pháp không ưa không ghét. Kính bạch Thế Tôn, như những người do các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hóa hiện ra không nghĩ, ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì những người được hóa hiện ra đó không phân biệt vậy. Các Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy, không nghĩ, ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả vậy. Kính bạch Thế Tôn, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác muốn tạo ra hóa nhân và sai bảo những người được hóa hiện ra đó làm những việc kia, nhưng những người được biến hóa không nghĩ, ta thường làm ra sự nghiệp như vậy. Vì sao? Vì những người được biến hóa đó không phân biệt đối với sự nghiệp đã tạo vậy. Các Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy, vì có sự việc cần phải làm nên siêng năng tu học. Tu học xong tuy thành tựu sự nghiệp đã tạo nhưng không có sự phân biệt đối với việc đã làm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả pháp vậy. Kính bạch Thế Tôn, ví như có người thợ khéo hoặc học trò của ông ta, vì có việc cần làm nên tạo ra người hoặc nam hoặc nữ, hoặc voi ngựa vân vân bằng máy. Các máy móc này tuy có hành động nhưng đối với việc làm đó hoàn toàn không phân biệt. Vì sao? Vì pháp của máy móc là như vậy, không phân biệt vậy. Các Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy. Có việc cần làm nên phải làm xong tuy thành tựu các sự nghiệp khác nhau, nhưng đối với sự việc ấy hoàn toàn không phân biệt. Vì sao? Vì pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là như vậy, không phân biệt đối với các pháp vậy.